Trung bình mỗi ngày, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính Công an Hà Nội cấp khoảng 6.000 thẻ căn cước cho công dân. Chỉ tính riêng tại trụ sở 44 Phạm Ngọc Thạch đã có khoảng 400 căn cước được cấp. Quy trình thủ tục cấp căn cước công dân hết sức đơn giản và nhanh chóng. Song vì nhiều lý do mà nhiều người đã không tìm lại được giấy khai sinh nên buộc phải tìm đến cơ quan tư pháp. Đây là lý do chính khiến người dân cảm thấy phiền hà do phải đi lại nhiều lần. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn có các hướng dẫn để gỡ rối cho công dân. Nếu mà công dân xuất trình được giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thì chúng tôi sẽ giải quyết hai trong một. Một là chúng tôi sẽ trực tiếp cấp căn cước công dân cho công dân luôn. Hai là chúng tôi sẽ tiếp nhận và hướng dẫn công dân để bổ sung ngày tháng sinh vào trong sổ hộ khẩu. Thực tế, khi thực hiện các giao dịch, nhất là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, người dân buộc phải xuất trình giấy xác nhận số hoặc chứng minh cũ để ngân hàng cập nhật thay đổi thông tin cá nhân. Mặc dù vậy, Hà Nội hiện đang còn tồn đọng gần 120.000 giấy xác nhận số đã được in từ năm 2017 đến nay, nhưng không ai lấy. Khoảng 80% thì công dân không đến nhận giấy xác nhận chứng minh nhân dân chữ số và cũng đã gây khó khăn cho chúng tôi về công tác quản lý, lưu trữ và trả kết quả xác nhận số chứng minh nhân dân. Bên cạnh việc cấp giấy xác nhận số, với những trường hợp còn chứng minh thư cũ, khi chuyển sang làm thẻ căn cước, lực lượng công an sẽ cắt gốc và người dân có thể giữ lại làm cơ sở xác thực mỗi khi thực hiện các giao dịch. Trên thực tế, thủ tục làm căn cước công dân rất đơn giản chứ không phức tạp như một số phản ánh gần đây. Mặc dù vậy, trước khi đi làm căn cước, người dân cần phải tìm hiểu và nắm rõ các thủ tục để tránh phải đi lại nhiều lần.